Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Zeta cũng được, con người cũng được, cái gì cũng được. Chỉ cần cậu tỉnh lại thôi. Tôi luôn coi việc cảm nắng idol từ cái nhìn đầu tiên là điều ngớ ngẩn. Cho tới khi tôi gặp cô gái này. Tôi quyết định phải tán đủ được cô ấy. Mày phải biết, con đường nhanh nhất để đến với tình yêu là đi qua dạ dày. Mày chả biết gì, con gái là phải lãng mạn. Không, mày phải tri thức, con gái thích con trai tài giỏi. Mày cứ linh tinh, con gái bao giờ cũng phải có lòng trắc ẩn. Tao soi được rồi. Vì nó thích gấu bông nên treo ngay một con to đùng trên ba lô cơ mà. Thôi, ăn gái gì tầm này nữa. Này, bọn mày có giờ nghe nói trên đời này còn có chủng tộc Zeta chưa? Zeta? Zeta là cái gì? Zeta ấy, là bọn ngoài hành tinh có rất nhiều xúc tua với ba đầu. Bọn chúng có thể biến thành từng người trà trộn vào đây, nhưng mà không có cảm xúc gì cả. Sao nghe về ta giống MV đấy? Vớ vẩn, giống được giống thế nào được. Thôi, bọn mày cứ yên tâm đi. Tao nghe nói là dạo này có thợ săn Zeta nên là nhiều Zeta chết lắm. Cậu cũng biết là người Zeta à? Tớ có biết đôi chút. Thật không ngờ câu chuyện về chủng loài Zeta lại là cách để chúng tôi gần nhau hơn. Anh tự cho hạnh phúc là khi hai ta cùng nhau đi xa lắm, nhưng mà không chỉ bên cạnh em thôi, anh cũng đã nhiều say đắm. Mình như Peter và Wendy, bên Neverland vừa quên đi. Mình đi về đâu để yêu thật lâu và trong đợt sau này. Vì này, cậu có tin vào tình yêu khác loài không? Tôi không biết. Zeta làm gì có xúc tua với ba đầu, chỉ có mắt vàng với bếp bớt hình chữ thập thôi. Khi nào lỗ tẩy, mắt họ sẽ lộ vàng, nhìn đẹp lắm. Thế mà lại phải chết. Just you and me.
Tôi là thực thể được tạo ra để giết Zeta. Tôi là người Zeta. Giết tôi đi. Một trăm anh em đã sẵn sàng đợi lệnh tại căn cứ. Đó là cái bẫy. Cứu hay bỏ mặc Vi. Xin lỗi cậu. Zeta cũng được, con người cũng được, cái gì cũng được. Chỉ cần cậu tỉnh lại thôi. Tôi nhớ rồi đấy nhá. Tôi tỉnh lại đây rồi này. Cậu chưa chết. Vừa muốn người ta sống, giờ lại muốn người ta chết. Đây, 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 đây. Vi này, cậu có tin vào tình yêu khác ngoài không? Subscribe ngay Granada Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.